trong các cái phương pháp đấy thì cái phương pháp mà cắt đánh sẹo bằng dao bằng kim chuyên dụng với lại cái phương pháp mà phá bằng cơ học mài thì nó sẽ để lại vết thâm nhiều hơn. Muốn điều trị sớm để đạt được cái hiệu quả cũng như là làm trước Tết thì hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên là càng gần Tết quá, trong vòng dưới 10 ngày mà đến Tết thì thôi, mình khuyên là bạn là cũng không nên đi cắt, đi biết đâu đấy lại dính vào cái vùng cách ly đấy thì nó cũng không hay. Đó, nên chúng ta bác sĩ cho em hỏi, em bị sẹo rỗ, đang tham khảo về phương pháp cắt đáy sẹo, liệu làm bây giờ Tết có bị thâm xấu không? Ok, cảm ơn câu hỏi của Đức Anh. Đây cũng là một cái câu hỏi mà gần đây là một số bạn đến cái chỗ cơ sở của mình làm và hỏi, và cũng hỏi mình qua cái fanpage ấy là bây giờ thời điểm gần Tết rồi, hay là một số bạn thì quyết định đi điều trị sẹo ấy, mà điều trị sẹo rỗ thì có một cái bước trong cái quy trình đầu tiên rất là quan trọng, đó là cắt cái đáy sẹo. Và thông thường thì cắt cái đáy sẹo rỗ ra thì nó sẽ làm cho các bạn bị thâm ở cái vết sẹo đấy tầm khoảng từ 5 đến 7 ngày sau cắt. Quá trình thâm đó thì nó sẽ giảm dần về sau đó. Vậy thì là nếu mà từ giờ đến Tết mà còn khoảng 2 tuần nữa là thời điểm đó, nếu bạn làm sớm thì bây giờ trước khoảng 10 ngày thì khả năng đến Tết lúc đó thì nó sẽ giảm nhiều rồi, nó chỉ còn hơi đỏ tại cái vết cắt thôi. Tuy nhiên là giảm thâm thì cái vết đỏ đấy thì mọi người sẽ vẫn nhìn thấy và chú ý khá là nhiều. Nên là nếu mà bạn mà muốn điều trị sớm để đạt được cái hiệu quả cũng như là làm trước Tết thì hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên là càng gần Tết quá, trong vòng khoảng dưới 10 ngày mà đến Tết thì thôi, mình khuyên là bạn là cũng không nên đi cắt, đi điều trị cái buổi đầu tiên này làm gì, nó cũng hơi xấu. Đấy, thật sự là như thế. Một số bạn đi đến khám tại cơ sở mình thì mình cũng khuyên như vậy, và các bạn quyết định là cũng sau Tết mới điều trị. Đấy, thì đấy là cái câu chia sẻ cho cả Đức Anh. Về cái phương pháp cắt đáy sẹo thì nó một số cái cơ sở hay một số bác sĩ gọi chung là cái phương pháp phá đáy sẹo, phá sơ sẹo. Thế nhưng mà cắt đáy sẹo thì nó chỉ là cái phương pháp cắt bằng cơ học, bằng những cái dụng cụ, cái con dao cắt sẹo chuyên dụng, cái kim cắt sẹo chuyên dụng thôi. Thì đấy là cắt đáy sẹo bằng cơ học, bằng dao. Thế còn nhìn chung là có những cái phương pháp phá hay là cắt đáy sẹo khác, như là người ta dùng cái mài mòn đáy sẹo bằng, có thể là dùng cái đầu kim phun xăm, hoặc là dùng một cái đầu mài mòn kim cương, hoặc là một số cơ sở người ta có cái máy công nghệ cao là máy CO2, laser CO2 hoặc là CO2 fractional, thì người ta cũng bắn, người ta đốt ở cái vị trí đáy sẹo đấy thì cũng gọi là phá đáy sẹo. Nhưng mà trong các cái phương pháp đấy thì cái phương pháp mà cắt đáy sẹo bằng dao, bằng kim chuyên dụng với lại cái phương pháp mà phá bằng cơ học mài thì nó sẽ để lại vết thâm nhiều hơn. Còn một số phương pháp khác như là bắn bằng laser CO2 hoặc là mài mòn kim cương thì nó ít thâm hơn. Tuy nhiên là nó cũng sẽ lâu hồi phục hơn á. Nên là cân nhắc nha, Đức Anh. Cũng như là những bạn nào đang xem ở đây mà có cái nhu cầu mong muốn muốn điều trị sẹo trước Tết thì cũng cân nhắc vào thời điểm này. Đó. Với lại là rất là nhiều tỉnh, ít nhất là có Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh đã có người bị Covid rồi, đúng không ạ? Nên là nếu mà tốt nhất là trong thời điểm này thì chúng ta cũng nên hạn chế tối đa cái việc di chuyển đến những nơi đông người, cũng như là di chuyển khác tỉnh như thế. Nhiều khi là biết đâu đấy lại dính vào cái vùng cách ly đấy thì nó cũng không hay. Đó, nha. Chúng ta giữ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Đức Anh nhiều. Chào bạn Dung Trần. Nếu video này giúp bạn một điều gì đó, hãy bấm like video và nhấn vào nút hình tròn ở dưới màn hình để đăng ký kênh miễn phí. Bạn sẽ nhận được video tiếp theo sớm nhất. Hoặc bạn có thể xem các video về sức khỏe và thẩm mỹ với nội dung hay được đề xuất ở góc bên trái và góc bên phải. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.